Xin chào các học sinh khối 8. Kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới rồi. Cô làm clip này để giúp cho các em có thể ôn tập kiểm tra được tốt. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Các em lưu ý, nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 là từ tuần 1 đến tuần 8. Thời gian kiểm tra giữa học kỳ 1 là tuần 9. Và thời gian chúng ta sẽ làm bài kiểm tra là 90 phút. Cấu trúc đề kiểm tra giữa học kỳ 1 như sau. Trắc nghiệm có 12 câu, 3 điểm. Tự luận 5 bài, 7 điểm. Phần tự luận chúng ta có tính và thu gọn, phân tích đa thức thành nhân tử, toán thực tế áp dụng định lý Pythagore, toán thực tế của hình học không gian và bài toán hình học truyền thống. Ở đây cô cho các em 12 câu trắc nghiệm. Các em bấm dần và làm hết 12 câu này. Sau khi làm hết 12 câu, chúng ta xem đáp án ở phần bên dưới. Đáp án 12 câu trắc nghiệm. 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7C, 8B, 9B, 10C, 11C và 12D. Và sau đây chúng ta cùng vào phần tự luận. Ở bài số 1, tính và thu gọn biểu thức nếu có thể. Phần này cô cho các em 4 bài tập. Các em hãy bấm dừng và làm từng bài tập 1. Sau đó dò lại đáp số với cô. Ở bài A, cô cho các em tính đơn thức nhân với đơn thức. Ở đây, chúng ta sẽ lấy số nhân với số, phần chữ nhân với chữ cùng loại. Cụ thể, ta lấy 2 nhân 5, x nhân cho x mũ 2, y nhân với y và nhân với z. Chúng ta có đáp số là 10, x mũ 3, y mũ 2, z. Ở bài tập B là đơn thức nhân với đa thức. Chúng ta sẽ lấy đơn thức nhân với tần hạng tử của đa thức. Cụ thể là lấy trừ 3x nhân với 2x mũ 2 thì bằng trừ 6x mũ 3. Trừ 3x nhân với trừ 4x bằng cộng 12x mũ 2, trừ 3x nhân với cộng 5 bằng trừ 15x. Ở bài C, chúng ta có đa thức nhân với đa thức. Chúng ta lấy tần hạng tử của đa thức 3x trừ 2, chúng ta nhân với đa thức 2x cộng 7. Cụ thể như sau, 3x nhân 2x bằng 6x mũ 2. 3x nhân cộng 7 bằng cộng 21x. Trừ 2 nhân với 2x bằng trừ 4x. Trừ 2 nhân cộng 7 bằng trừ 14. Sau đó chúng ta sẽ thu gọn cái đa thức này. 6x mũ 2 ta để xuống lại. Cộng 21x trừ 4x bằng cộng 17x. Chúng ta viết xuống là cộng 17x và trừ 14 chúng ta hạ xuống. Vậy đáp số ở câu C là 6x mũ 2 cộng 17x trừ 14. Ở câu D là một hằng đẳng thức có dạng A trừ B tất cả bình. A ở đây là 4x, B là 1. Vậy chúng ta khai triển như sau. 4x tất cả mũ 2 trừ 2 nhân 4x nhân 1 cộng 1 mũ 2. Và đáp số chúng ta là 16x mũ 2 trừ 8x cộng 1. Bài 2, phân tích đa thức thành nhân tử. Ở đây cô có 3 bài. Các em bấm dừng
và tự làm, sau đó dò lại đáp số với cô. Ở câu A, 4x mũ 2 trừ 8x. Khi chúng ta phân tích đa thức thành nhân tử, phương pháp đầu tiên chúng ta nghĩ đến là đặt nhân tử chung. Vậy ở câu A này, có nhân tử chung hay không? Chúng ta nhìn thấy 4x mũ 2 chính là 4x nhân x, còn 8x chính là 4x nhân 2. Nhân tử chung ở đây là 4x. Mở ngoặc ra, tích thứ nhất còn chữ x, dấu trừ ở giữa viết xuống, và tích thứ nhì là số 2 viết xuống. Vậy ở câu A, chúng ta phân tích được là 4x, mở ngoặc ra, x trừ 2, đóng ngoặc lại. Ở câu B, chúng ta nhìn thấy có dạng A lớn mũ 2 trừ B lớn mũ 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích. 9x mũ 2 bằng 3x tất cả mũ 2 trừ 2x cộng 7 tất cả mũ 2. A ở đây là 3x, B ở đây là đa thức 2x cộng 7. Cô lưu ý khi chúng ta phân tích A lớn mũ 2 trừ B lớn mũ 2 sẽ bằng A lớn trừ B lớn nhân A lớn cộng B lớn. Vì B lớn ở đây của chúng ta là đa thức 2x cộng 7, nên khi các em phân tích, các em phải bỏ 2x cộng 7 vào ngoặc. Và chúng ta cùng viết nha. Đây, chúng ta phá cái ngoặc nhỏ ra. Ở cái ngoặc thứ nhất, trước cái ngoặc nhỏ là dấu cộng, phá ngoặc, giữ nguyên dấu các hạng tử trong ngoặc. Đối với cái ngoặc vuông thứ nhì, trước cái ngoặc tròn là dấu trừ, phá ngoặc tròn ra, ta đổi dấu các hạng tử bên trong. Chúng ta viết xuống như thế này ha. Sau đó chúng ta thu gọn từng cái ngoặc lại. Và đáp số chúng ta là 5x cộng 7 nhân x trừ 7. Ở câu C, chúng ta sử dụng phương pháp nào để phân tích các em? Chúng ta thấy x mũ 2y trừ xy mũ 2. Chúng ta thấy có nhân tử chung là xy. Hai hạng tử cuối là trừ 6x và 6y. Chúng ta thấy có nhân tử chung là trừ 6. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nhóm ở đây ha. Và ở đây là chúng ta nhóm từng cặp. Vậy hai hạng tử đầu tiên khi chúng ta đặt xy ra, chúng ta mở ngoặc ra. Tích thứ nhất còn chữ x, dấu trừ ở giữa viết xuống, tích thứ nhì còn chữ y. Hai hạng tử cuối chúng ta đặt trừ 6 ra, tích thứ nhất còn chữ x, tích thứ nhì còn chữ y, lưu ý cái dấu ở giữa. Vì khi chúng ta đặt dấu trừ phía trước, hạng tử đem vô sẽ bị đổ dấu. Chính vì vậy, dấu cộng ở trên ta viết thành dấu trừ ở dưới, tức là cái dấu trừ chính giữa x và y đây. Và chúng ta đặt nhân tử chung là x trừ y, bên trong sẽ là xy trừ 6. Ở bài 3 là toán thực tế áp dụng định lý Pythagore. Ở phần này, các em xem lại các bài toán thực tế đã được dạy trong bài định lý Pythagore trong lớp. Bài 4. Toán thực tế, nội dung ở phần hình học không gian. Các em xem lại các bài toán thực tế đã được dạy trong chương trình toán hình học không gian đầu năm ha. Tự luận bài 5. Cho tam giác ABC cân tại A. Từ D kẻ DE song song BC, E thuộc AC. Câu A, chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân. Câu B, BE cắt CD tại Y. Chứng minh tam giác IBC và tam giác IDE cân. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra và cùng làm với nhau câu A. Để chứng minh BDEC là một hình thang cân, thì chúng ta sẽ chứng minh tứ giác này là một hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau, hoặc là một hình thang có hai đường chéo bằng nhau. Ở đây ta thấy ta có DE song song với BC. Từ đó chúng ta dẫn đến tứ giác BDEC là một hình thang.
Có góc B bằng với góc C do tam giác ABC cân tại A. Vậy, tứ giác BDEC là hình thang cân. Câu B, BE cắt CD tại điểm Y. Chứng minh tam giác IBC và tam giác IDE cân. Chúng ta cùng làm ý đầu tiên, chứng minh tam giác IBC cân. Chúng ta nhìn lên hình và dự đoán rằng là tam giác IBC này nó cân tại điểm Y ha. Vậy chúng ta sẽ chứng minh góc IBC bằng với góc ICB. Hoặc chúng ta chứng minh cạnh IB bằng với IC. Trong bài này cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh tam giác IBC cân bằng cách chứng minh nó có hai góc bằng nhau. Cụ thể IBC bằng với góc ICB. Để chứng minh hai góc này bằng nhau, chúng ta chứng minh hai tam giác bằng nhau, đó là tam giác EBC bằng tam giác DCB. Chúng ta quan sát tam giác EBC và tam giác DCB. Chúng ta nhận thấy có cạnh EB bằng với CD do cái tứ giác BDEC là hình thang cân. Cạnh BC chung và EC bằng với DB do tứ giác BDEC là hình thang cân. Như vậy, chúng ta sẽ trình bày như sau. Xét tam giác EBC và tam giác DCB có, chúng ta liệt kê 3 yếu tố cạnh tương ứng bằng nhau ra. Từ đây, chúng ta suy ra tam giác EBC bằng tam giác DCB theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, dẫn đến góc IBC bằng góc ICB, dẫn đến tam giác IBC cân tại Y. Chúng ta qua ý thứ nhì, chứng minh tam giác IDE cân. IDE cộng với IC bằng DC, IE cộng IB bằng EB. Mà chúng ta thấy IB bằng với IC do tam giác IBC cân tại Y. DC bằng với EB do BDEC là hình thang cân. Từ đó chúng ta dẫn đến ID bằng IE, dẫn đến tam giác IDE cân tại Y. Chúng ta kết thúc chứng minh ở đây. Phần ôn tập của cô đến đây là hết. Các em hãy học thật là tốt để có thể đạt được điểm kiểm tra giữa học kỳ cao các em nhé. Xin chào các em.